Bạn ơi hãy nắm tay và nghe tôi kể này, một nơi với những câu chuyện của trái tim. Đặt vào đó thân yêu ước mơ, thật nhiều ước muốn hy vọng. Tình yêu đẹp tươi sẽ cho ta niềm tin. Cùng bạn tôi đến gieo mầm xanh, tỏa bóng mát tâm. Ốc Sơn giành giải đặc biệt. Cứ 3 năm một lần, trong khu rừng lại tổ chức một cuộc thi chạy. Cuộc thi năm nay đã là lần thứ 7 rồi đó. Các động vật trong khu rừng đều tham gia thi chạy, nên không khí cạnh tranh rất sôi nổi. Trọng tài gấu chó đứng ở vạch đích, hướng mắt ra xa ngóng chờ thí sinh dẫn đầu. Báo Châu Phi cố lên, sắp tới đích rồi. Ngài trọng tài, ngài trọng tài, tôi về rồi, tôi về đến đích rồi. Ồ, sao lại có thể như vậy chứ? Ốc Sơn mà lại về đích trước báo hay sao? Anh không gian lận đó chứ? Tôi không gian lận, tôi luôn ở trên đường đua mà. Có chuyện gì xảy ra thế? Anh Ốc Sơn xác nhận ảnh về đích trước báo Châu Phi. Có tin được không đây, trọng tài Đà Điểu? Anh là một chú Ốc Sơn đã có tuổi, chắc sẽ không nói dối. Tôi hỏi anh, có đúng là anh đã chạy từ vạch xuất phát đến đích không? Đúng như thế. Lúc bắt đầu chạy, tôi và rùa bị tụt lại phía sau. Rùa tức giận rủ tôi đi về nhà cho rồi. Nhưng tôi nghĩ dù thế nào cũng phải chạy tới đích mới được. Thế là không quản ngại nắng mưa bão tố, bao nhiêu gian khổ. Đợi đã, anh đã chạy bao nhiêu lâu rồi? Tính thời gian là việc của trọng tài chứ. Tôi chỉ nhớ khi bắt đầu chạy, tôi vẫn còn trẻ lắm. Tôi đã trải qua 3 mùa hè và 3 mùa đông trên đường đua rồi. Trời ạ! Nói như thế nghĩa là anh đã chạy suốt 3 năm rồi kìa. Lần anh tham gia là cuộc thi chạy lần thứ 6 đúng không? Chẳng lẽ đây không phải là cuộc thi chạy marathon lần thứ 6 hay sao? Không, đây là lần thứ 7 rồi. Cuộc thi lần thứ 6 đã kết thúc từ 3 năm trước rồi. Rất tiếc chúng tôi không thể tính thành tích cho anh được. Không! Đây là một trường hợp rất đặc biệt. Theo tôi, anh chàng Ốc Sơn này chính là thí sinh xuất sắc nhất trong lịch sử các cuộc thi của chúng ta từ trước tới nay. Có ai có thể kiên trì chạy tới đích như anh ta hay không? Huống hồ, bản thân việc Ốc Sơn có thể chạy đến cuối đường đua cũng là một kỳ tích rồi. Tôi đề nghị trao cho Ốc Sơn giải đặc biệt. Trọng tài Đà Điểu nói phải đó. Anh Ốc Sơn giỏi quá đi. Anh phải chịu thiệt thòi rồi. Để giành được giải thưởng lần này, anh đã phải tiêu tốn gần hết thời gian của cả đời mình đó. Không, cuộc đời của tôi rất hạnh phúc và trọn vẹn, vì tôi đã chiến thắng tất cả khó khăn và gian khổ. Mỗi khi khắc phục được một khó khăn là tôi lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Còn việc nhận giải thưởng thì chỉ là thứ yếu mà thôi. Ốc Sơn đã mất tới 3 năm để có thể hoàn thành đường đua của mình. Tinh thần kiên trì bền bỉ của Ốc Sơn rất đáng để chúng ta học tập. Hãy luôn kiên trì làm những việc mình đã theo đuổi, đi những con đường mình phải đi. Nhất định không bỏ dở giữa chừng, bạn nhé.